Mỗi một người chúng ta ai cũng sẽ đi đến tuổi già quý vị ạ. Mình bây giờ còn trẻ mà mình thương yêu giúp đỡ cho người già thì mình đang lo cho cái tuổi già của mình sẽ không bị bỏ rơi. Vì sao chúng ta nêu cái đề học là nuôi dưỡng lão đúng nghĩa, lợi ích cả thân tâm. Quý vị nhớ, có nhiều người chúng ta ở nhà cao cửa rộng, tiền vật chất đầy đủ, nhưng vì sao chúng ta vẫn buồn? Vì sao? Cái tâm trạng chưa được cởi mở. Rất nhiều người già, khi tuổi già họ có nhiều nỗi buồn lắm. Nào là buồn mọi người ít quan tâm, con cháu lo làm ăn ít hỏi han đến, thường ngồi một mình đơn côi buồn bã, thì mang những cái tâm trạng này mà chưa cởi mở ra được á, thì dù quý vị có nuôi họ đầy đủ về vật chất nhưng họ vẫn âu sầu. Đó chỉ là nuôi thân thôi, nhưng con người về nội tâm nó quan trọng lắm quý vị. Nội tâm rất là quan trọng. Quý vị biết á, chùa chúng ta về người già là nhiều lắm, rất là đông. Số lượng người già trong chùa chúng ta 3 điểm chùa, 4 đạo tràng, số lượng chắc khoảng 800, phần nhiều người lớn tuổi, người già. Nhưng quý vị biết rằng là người già ở trong chùa chúng ta khỏe lắm, rất là khỏe, các cụ nhạy bén và vui, cười nhiều. Cuộc sống của các cụ thì ăn chay thôi, sống rất là đơn giản. Nhưng các cụ già trong chùa chúng ta được nuôi một cái tâm giải thoát. Và như Đức chia sẻ Phật Pháp cho các cụ nghe, các cụ cởi mở tâm tư, hiểu được các cụ không có trách con cháu. Mà mình giúp cho ông bà cha mẹ mình tuổi già không trách mình thì con cháu giữ được phước. Nếu để cho ông bà cha mẹ thường hờn trách mình, cái tổn phước mình rất là lớn. Đạo đức khuyết cha mẹ buồn. Mình làm con mà đạo đức mình khuyết nên làm cho cha mẹ buồn. Nên mỗi một á, vị trí mà dưỡng lão, cái rất là quan trọng quý vị phải đi tìm hiểu, đó là về tâm trạng cực kỳ quan trọng luôn. Và mình muốn nuôi người già mà người già được lợi ích cả thân tâm thì mình phải tìm hiểu nhu cầu của người già. Về vật chất á, thì người già về nhu cầu đó không cao gì mấy. Nhưng khi già rồi nó quan trọng về tinh thần. Vì nhớ nha, tinh thần người già cực kỳ quan trọng. Thí dụ như người còn trẻ của mình buồn, mình có thể cởi mở nhanh hơn người già. Người già thời gian của họ sống trong cuộc đời này lâu rồi, nên họ có nhiều nỗi buồn. Bây giờ họ chỉ cần buồn chút thôi thì họ ngã bệnh, mệt mỏi và ăn không ngon ngủ không yên. Khi buồn thì ăn không ngon ngủ không yên, mà đã là ăn không ngon ngủ không yên vậy thì vật chất có nhiều cũng vô dụng, quý vị công nhận không?
Nên tâm trạng cực kỳ quan trọng. Nên con người tâm trạng khi vui rồi là ăn ngon ngủ yên. Mà ăn ngon ngủ yên là thấy hạnh phúc mà. Nó phát triển từ cái tâm trạng vui vậy. Nên mình á, cái vai trò mà nuôi người già, nếu nói về Phật Pháp, cái việc làm này quý vị là một việc làm công đức phước báo lớn. Còn nói về xã hội á, thì đây là một việc làm nhân văn, lành mạnh và rất tốt. Vì sao? Vì mỗi người chúng ta từ khi còn trẻ, mỗi người chúng ta đều có cái cống hiến cho cái cuộc đời này. Nếu như tới tuổi già mà không được quan tâm, không được lo lắng, tới tuổi già mà cầm một cọc giấy số đi ngoài đường bán, đi lượm vô chai, đồ mũ, đi lang thang đi xin ăn, thì quý vị nghĩ, nhìn cái tuổi già như vậy quý vị thấy thê thảm không? Rất thê thảm. Nên nhiều viện dưỡng lão mở ra để cho tất cả người già cơ nhở, người già có điểm nương tựa bình an. Nhưng chúng ta phải đào tạo ra một đội ngũ có tâm thương yêu người già. Nhớ, dù là một đội ngũ này làm lấy lương, nhưng phải được rèn luyện qua một tư tưởng nói cho họ nghe về cái việc thương yêu lo lắng cho người già. Chứ không phải rằng là mình làm cho có rồi mình lãnh lương, cái việc làm này của mình nhất định có tội. Vì người ta mở ra một viện dưỡng lão chăm sóc thương yêu người già, mà người ta có thể mướn mình để lo cho người già, mà mình là người phát tâm nuôi người già, dù là mình lấy lương nhưng mình phải có một cái tấm lòng đặt vào đó, coi người già này cũng như ông bà cha mẹ của mình, để mình chăm sóc thương yêu lo lắng cho người già. Mình phải có cái tâm như vậy đó. Nhưng mà muốn họ có một cái tâm như vậy thì có một người hướng dẫn họ, dạy họ. Nhân Đức nói rằng là về định luật nhân quả sẽ rèn luyện ra một con người có cái tâm tư thương yêu giúp đỡ người rất là lớn. Vì biết rằng là ba điểm chùa của Hòa Thượng xây, Nhân Đức ở đây sắp xếp con người, và thêm một đạo tràng nữa là, nên Nhân Đức nói là ba điểm chùa với một đạo tràng, nãy Nhân Đức nói bốn đạo tràng, ba điểm chùa một đạo tràng nằm trong một ngôi chùa là bốn vị trí. Quý vị biết rằng là giữa con người đến với con người, quý vị, Nhân Đức hướng dẫn họ là phải có một sự thương yêu. Thương yêu. Bây giờ mỗi một người chúng ta, quý vị ngồi suy nghĩ đi, quý vị có càng được sự thương yêu không? Càng chứ. Còn trẻ mình cũng càng được sự thương yêu, và tuổi già càng hơn về sự thương yêu. Nếu như người già ở trong một căn nhà cao rộng, đầy đủ vật chất, nhưng mỗi ngày ngồi hiu hắt buồn, trách con trách cháu, thì quý vị nghĩ cái tuổi già như vậy thê thảm không? Rất thê thảm. Nên Nhân Đức nói rằng là khai quật về cái việc tâm tư, cỡ mở, giải tỏa nỗi buồn cho người già. Đây là một việc làm nuôi dưỡng dưỡng lão đúng nghĩa, lợi ích cả thân tâm 100%. Vì rất nhiều người già ở trong chùa mình họ rất khỏe mạnh, rất vui, rất nhạy bén. Và con cháu mỗi lần vô thăm đều nói: ô, mẹ cha con khỏe quá, vui quá, trẻ ra, hoạt bát quá. Vì sao quý vị biết không? Vì họ rất là vui về nội tâm. Nên dù họ ăn chay nhưng họ ăn rất là ngon. Và họ rất nhạy bén. Mỗi ngày họ được nuôi dưỡng một cái tâm giải thoát quý vị à. Cái này rất là quan trọng cho đời người luôn. Vì con người chúng ta sống trong cuộc đời này, chết không phải là hết. Chúng ta thay đổi một cái thân khác, đó là còn sự tái sinh 100%. Nên chúng ta nói rằng là mỗi một nơi viện dưỡng lão phải có một chỉ đạo viên. Chỉ đạo viên này phải thông tình đạt lý, phải hiểu về Nho Thích Đạo. Nhà Nho dạy về đạo đức nhân sinh, cả đời người phải hiếu thảo với cha mẹ mình,
và hiếu thảo với tất cả cha mẹ người khác, hòa thuận với anh em mình, hòa thuận với tất cả anh em người khác, nhà nho. Rồi đạo giáo cũng dạy về nhân quả, nhà Phật dạy rộng bao trùm. Rồi là con người phải tham khảo qua nho thích đạo. Con người này là chỉ đạo viên để dẫn dắt, hướng dẫn cho những nhân viên phục vụ lo lắng mỗi một vị trí viện dưỡng lão, để họ có một trái tim thương yêu con người. Dù họ lãnh lương, phải rèn luyện họ chỗ này để cho tất cả người già ở trong viện dưỡng lão này được lợi ích. Thí dụ như chúng ta có một cái tâm đó, là chúng ta đang có một cái tâm cho tuổi già mình. Quý vị à, nếu nhìn những người già ở trong viện dưỡng lão, chỗ này là họ ăn, và cũng chỗ này là họ đi ra, và cái giường ngủ cũng ở đó. Nếu đặt mình vào họ sẽ cảm giác như thế nào quý vị? Quý vị phải biết rằng là nuôi người già thì cần một tập thể, cần có một tổ chức và nhân sự để phục vụ. Mà cái nhân sự phục vụ người già thì rất khó tìm. Mà mình đã làm rồi thì mình phải đặt tâm vào chỗ đó quý vị. Nhìn cái cảnh mà một cái chỗ ngủ rồi ngồi ăn chỗ đó và đi ra chỗ đó, thì mình nhìn chỗ như vậy, mình đặt mình vào vị trí người già như vậy, thì chúng ta thấy cũng rất là tội nghiệp quý vị. Tội nghiệp cho một đời người. Nên thương yêu lo lắng người già là một việc làm rất nhân văn, rất tốt. Nhân đức mình đi tu, mình được lo cho người già, được sự dạy của Đại Lão Hòa Thượng, thầy của Nhân Đức, Ngài cũng có cái tâm xây chùa cho người già được ở. Thì mình là đệ tử còn trẻ, mình cố gắng. Nên Nhân Đức có những điều chia sẻ để cho có những người hữu duyên hay là những viện dưỡng lão, chúng ta cùng học tập với nhau quý vị. Nhân Đức khi nuôi người già, Nhân Đức cũng đi một vòng, Nhân Đức đi tham quan, tìm hiểu nhiều nơi viện dưỡng lão. Cuối cùng thì Nhân Đức đưa ra một tư tưởng là dưỡng tâm rồi mới dưỡng thân nhé. Dưỡng tâm rất quan trọng, vì khi tâm trạng họ được vui thì họ sẽ ăn ngon ngủ yên liền, chắc chắn luôn. Nếu như tâm trạng họ rất là buồn, họ không có ngày mai, giống như ngồi ăn để chờ chết vậy thì cuộc đời con người này thê thảm lắm, rất là thê thảm luôn quý vị, thê thảm lắm luôn. Nên mỗi một con người chúng ta được cái vai trò thương yêu lo lắng cho người già, điều này quan trọng. Nên Nhân Đức từng đưa lên tư tưởng rằng hai cái vai trò rất quan trọng, một là giáo dục trẻ em, vì trẻ em cần được dạy. Bác Hồ cũng chú trọng cái chỗ giáo dục trẻ em, vì những mầm non này được dạy dỗ đàng hoàng, sống chung quân ái quốc, thương yêu nhân loại. Vì mình cũng mong được thương yêu, nên mình dùng trái tim mình để thương yêu người. Được giáo dục trẻ em, rèn luyện, và đến khi cả đời được cống hiến, tuổi già phải được quan tâm, lo lắng. Đó là tiếng nói của bao nhiêu người già khắp nơi trên toàn thế giới. Tuổi già cần phải được sự thương yêu lo lắng, bảo hộ giúp đỡ. Mỗi một quốc gia đều phải làm việc này, đất nước nào cũng làm như vậy hết. Nhưng để phát triển rộng về giúp cho tâm trạng người già được vui, việc này cực kỳ quan trọng luôn. Quý vị có thể lo cho họ cơm ăn áo bằng, cuộc sống đầy đủ, nhưng nếu để tâm trạng họ buồn thì người già này khó khỏe lắm, bệnh hoạn eo ọt khó nuôi. Quý vị biết rằng với cái số lượng người già mình ở đây mình lo đông như vậy, và Nhân Đức là người truyền tư tưởng vậy mà rất nhiều người già trong chùa chúng ta, quý vị biết, rất khỏe mạnh luôn. Ngoài đời khi uống thuốc đồ cứ rề rề bệnh hoạn, nhưng vô chùa mình lại khỏe mạnh. Còn những người già quá già mà yếu đi thì chuyện này già ai cũng yếu thôi. Nhưng rất nhiều người già trong chùa mình phần nhiều rất khỏe mạnh. Và nhiều người gặp những đức họ chia sẻ giúp cho mình học tập thêm nữa. Nhiều người họ gặp những đức họ nói rằng là thầy ở đây thầy nuôi người già về nghiêng về mặt tâm linh cao. Nên những người già này họ được cởi mở tâm tư thầy. Nên rất nhiều người già họ rất khỏe mạnh. Nếu như tất cả những người già này họ mang một cái tâm tiêu cực sống, hoặc họ buồn, họ không vui,
thì chắc chắn rằng thầy nuôi không nổi. Tại họ bệnh hoạn eo ỏ khó nuôi. Quý vị biết rằng là người già cũng như con nít vậy đó, vui thì tự nhiên phát triển đó. Nên già rồi mình giúp đỡ họ thì bằng cả tâm tư của mình để giúp đỡ. Việc này rất là quan trọng quý vị à. Quan tâm hỏi han, khi bệnh hoạn quan tâm hỏi han, thăm lên. Và mình dạy cho tất cả những người già sống chung với nhau phải có sự quan tâm giúp đỡ nhau. Vì biết rằng có những người già vô viện dưỡng lão họ vẫn còn khỏe, nhưng nếu mình dạy họ có sự cống hiến thì mình lại lấy nhân sự người già còn khỏe để hỗ trợ mình chăm lo cho những người già yếu. Nếu như quý vị có một tư tưởng dạy như vậy thì cái nhân sự để mà lo cho người già không có thiếu. Không có thiếu đâu quý vị à. Tại vì mình dạy người ta, mình nói về tư tưởng cho người ta nghe. Nên trong Phật giáo rất là hay vì nó có nền giáo dục, nó có sự thuyết giảng. Mà sự thuyết giảng là giúp cho người ta cởi mở tâm tư, hiểu biết thêm. Nên tất cả những người trẻ mà mình thương yêu người già, lo lắng cho người già, phải nhớ rằng phải đặt bằng một cái tâm rất lớn để lo lắng, thương yêu, giúp đỡ. Vì mình hãy hồi tưởng vài chục năm sau mình sẽ già. Nếu như người ta chăm lo mình không có tâm thì mình nghĩ sao? Bây giờ mình chăm lo người già không có tâm, vài chục năm sau sẽ có người chăm lo mình không có cái tâm, đối xử tệ bạc, gầy la chửi mắng, làm cho người già này càng đau lòng. Có khi họ ở nhà họ, con cái đã không hiếu với họ. Không phải con nào cũng vậy, mà có những người con không hiếu với cha mẹ. Nên con cái mà bất hiếu, gầy chửi cha mắng mẹ, đây là một việc làm rất tội lỗi. Đây là con người không được tiếp nhận giáo dục. Nhưng Đức từng nói rằng con người hơn con người là ngay chỗ chúng ta được tiếp nhận giáo dục. Những gì mình muốn tốt thì mình mong người ta được tốt. Nhớ, những gì mình muốn tốt, mình mong người ta được tốt. Tất cả những gì chúng ta muốn tốt thì chúng ta nghĩ người khác cũng được, muốn được như vậy. Hãy dành cho người ta được như vậy thì mình sẽ được như vậy. Còn luôn luôn mình chỉ cầu cái tốt cho mình, không nghĩ đến người khác, thì một ngày nào mình rất là khổ. Nên quan tâm con người là việc rất quan trọng. Quan tâm gia đình, quan tâm cho đoàn thể, nhất là những điểm nuôi người già. Người già sẽ sống những ngày tháng rất vui, thì sự tái sinh của họ khi chết đi, họ sẽ đi đến cảnh giới tốt lành. Còn nếu như người già mang một tâm trạng buồn khổ thì sự tái sinh của họ nhất định sẽ xấu 100% luôn. Cái nhân quả quý vị à, cái nhân buồn thì đi đến cái cảnh giới buồn, cái nhân tốt sẽ đi đến cảnh giới tốt. Nên chúng ta thường nói rằng mong cho người ra đi được sanh về thiên đàng. Như vậy thì cái nhân tốt còn sống của họ phải lành, phải tốt. Nên quý vị là một con người chăm lo cho người già phải có một trái tim thiện lành, quan tâm thương yêu, cũng như ông bà cha mẹ ruột thịt của mình. Phải có tâm đó. Nhớ, nội tâm cực kỳ quan trọng. Nếu như con người buồn khổ thì không có một cái gì tốt cả, dù có vật chất nhiều cũng không tốt 100%. Chính những đức ở đây lo cho con người. Những đức đâu có vật chất gì nhiều đó quý vị, nhưng cởi mở tâm tư giúp cho các cụ vui. Buổi ăn cơm nào những đức cũng giúp cho các cụ cười vui. Những đức trở thành giống như một danh hài làm cho đại chúng vui cười. Quý vị biết rằng người xưa nói câu rất là hay: niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất. Con người có thể có nụ cười, có niềm vui, đó là hạnh phúc lớn nhất của đời người. Khi con người vui thì con người sẽ hướng đến tích cực sống. Nếu con người buồn, không có nụ cười thì con người sẽ đi đến tiêu cực sống. Mà con người mà đi vào tiêu cực sống thì con người này bệnh hoạn eo ọt khó nuôi. Và khi con người này ra đi, chết đi, nhất định sẽ đi đến cảnh giới rất là xấu. Nên tất cả những người cái vai trò nuôi người già, chăm sóc người già, nên đặt một cái tâm thương yêu thật sự trọn vẹn, hết lòng hết dạ. Như Đức ở đây, cái đội ngũ gì nuôi người già mình không có đông. Một người có thể chăm được 5-7 người, nhưng họ làm bằng cả trái tim. Và những Đức hết lòng quan tâm họ luôn. Và những Đức thường ngồi nói chuyện với họ. Nên những Đức mong rằng những viện dưỡng lão, quý vị phải có một chỉ đạo viên.
chỉ đạo viên, giúp cho những cái nhân viên phục vụ đó được nghe tư tưởng. Dù là bạn làm lãnh lương nhưng bạn phải được truyền tải một tư tưởng. Tại sao nói tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh? Vì Bác Hồ đưa tư tưởng ra quý vị à. Con người hơn con người là được tiếp nhận một tư tưởng lành, một tư tưởng thiện. Và quý vị biết một đoàn thể tốt thì phải cần rèn luyện về giáo dục, giáo dục một tư tưởng. Chứ nếu như con người không hiểu, họ sẽ chăm lo con người rất hờn hợt. Có khi họ còn gầy la chửi mắng. Có khi ăn cơm chưa hết, họ bắt phải ăn cho hết. Họ dọn dẹp cho gọn dễ. Nếu như mình nuôi con người mà cái gì mình cũng cầu gọn thì mình sẽ không có cái tâm. Mình phải tính làm sao nó vừa tiện được nhưng mà người ta phải được tốt. Như vậy thì đặc biệt lắm. Ở trong cuộc đời này thì trọn vẹn thì khó được lắm. Nhưng cỡ nào thì cũng phải làm cả tâm tư của mình, quý vị. Nên mỗi một vị trí nuôi con người già, những người lãnh đạo nên nhìn nhận, đi tìm hiểu sâu sắc, đi len lỏi tìm hiểu đi, quý vị. Tìm hiểu để mình nhìn ra những cái nhu cầu gì người già đang cần. Cái tâm tư cực kỳ quan trọng. Nếu họ mà buồn rồi thì thấy thảm lắm. Như bản thân chúng ta nè, buồn một cái, dù có thành đạt gì đi chăng nữa thì cũng thấy bầu trời này sụp tối, đúng không? Có người khi mình vui thì giống như là bình minh tỏa sáng. Còn có người khi buồn thì giống như một màn đêm u tối, đúng không? Nên mỗi một con người mình đã cảm giác được điều này thì mình phải làm sao giúp cho mỗi một con người sống trong cuộc đời này, và nhất là nơi viện dưỡng lão, phải giúp cho những người già này có được niềm vui. Thí dụ một tuần lễ chúng ta có những buổi sinh hoạt gì đó, chứ không phải là dịp lễ nào đâu, mà mỗi tuần lễ chúng ta phải giúp cho người già này được vui. Thí dụ như một tuần lễ một hai buổi sao sinh hoạt như thế nào à. Nhưng có một người chỉ đạo viên đưa lên tư tưởng, họ là người cởi mở nói chuyện, thường tập trung người già là để nhắc nhở người già, cởi mở cho người già. Chúng con, các cụ hãy xem chúng con là con các cụ đi. Dù các cụ xa gia đình, xa con, chúng con là những đứa con trai, những đứa con gái của các cụ. Chúng con sẽ quan tâm, thương yêu các cụ hết lòng hết dạ. Rồi những tư tưởng mình đưa ra, mình thương yêu họ, mình sắp xếp họ sẽ nghe mình. Họ sẽ nghe mình. Họ sẽ rất là vui. Họ thấy có một điểm nương tựa rất bình an. Rồi có những cái gì mình thấy không phù hợp thì chúng ta cắt gọt. Những điểm nào tốt đẹp chúng ta phát triển rộng ra. Những chỗ nào mình làm nó còn khuyết thì cắt gọt. Những điểm nào tốt thì phát triển ra. Cứ như vậy là người lãnh đạo quan tâm chăm sóc từng chút chỉ đạo xuống thì tức khắc vị dưỡng lão rất là tốt, 100%. Cái quan trọng như Đức nhắc quý vị rất nhiều lần đó là gì? Cái nội tâm cực kỳ quan trọng. Đừng bao giờ cho rằng cơm ăn áo bằng, nhà cao cửa rộng, niệm ấm chăn im là quá tốt. Chưa chắc. Nó chỉ chiếm ưu thế, nhớ nghe. Chúng ta cho nó chiếm ưu thế 50%. Nếu như con người mà buồn mất đi 50% thì con người này tiêu. Buồn là sẽ mất luôn 50% kia. Nên con người chúng ta phải kết hợp giúp cho họ vui. Cuộc sống họ tương đối chung chung, nhưng nội tâm họ phải vui. Họ phải cảm thấy đây là điểm bình yên, được nương tựa. Nhưng những đức nói rằng tư tưởng giáo dục cực kỳ quan trọng luôn, để cởi mở tâm tư. Vì đây những đức nuôi rất nhiều con người, nhiều người già những đức biết mà. Vì tư tưởng giáo dục cực kỳ quan trọng luôn quý vị, để cởi mở tâm tư. Có nhiều người già khắp nên chỉ có một chiếc máy nghe pháp này thôi nè, mà rất nhiều người già nghe mà được vui đấy quý vị. Khắp nơi nơi luôn, các tỉnh thành luôn, chỉ có chiếc máy nghe pháp này. Họ nghe pháp, họ cởi mở tâm tư, họ hiểu định lực nhân quả, họ hiểu được như thế nào thì tự nhiên tâm trạng họ không có buồn trách nữa. Cái này rất là hay luôn, không buồn trách nữa. Khi họ không buồn trách nữa thì họ vui chứ sao. Nên nhiều người già trong chùa những đức dạy hướng dẫn, thương yêu, lo lắng. Có nghĩa là mình đứng nhiều vai trò tư tưởng giáo dục, vai trò lo lắng, vai trò làm con, vai trò làm thầy, vai trò làm anh em, vai trò làm bạn bè. Những đứa đứng rất nhiều vai trò để quan tâm gần gũi. Quý vị biết rằng là buổi sáng nào những đứa ăn cơm cũng nhanh hơn chúng. Những đứa đều chạy qua cái vị trí mà người già yếu mà các cô chăm lo. Những đứa bữa nào cũng qua mà các cụ qua gặp những đứa qua cụ rất là mừng. Những đứa qua chơi các cụ 5 phút, 10 phút, 20 phút, các cụ rất là vui luôn. Thì những đứa mới biết được rằng
Tâm trạng rất quan trọng quý vị ạ. Hãy thương yêu người già, hãy chăm sóc cho người già bằng cả trái tim của mình, vì tương lai mình cũng già. Hãy nhiệt tình hết mình thương yêu giúp đỡ cho người già. Phải nhớ Nhân Đức nói thiệt chứ, nhiều viện dưỡng lão, dù Nhân Đức ở xa gì nhưng bây giờ mạng truyền thông rất là phát triển. Nhân Đức nói bây giờ người già ở một vị trí nào đó, chúng ta cũng có thể giảng trực tiếp cho người già, mỗi tuần một hai lần cho người già đó được nghe luôn. Vì Nhân Đức nuôi người già, Nhân Đức thấy thương người già ghê. Họ tuổi già như bản thân mình đặt vào họ là sau này mình già. Nên Nhân Đức rất là thương người già, thật sự bằng cả tâm tư mình luôn, thương yêu con người. Nên Nhân Đức sống mỗi ngày vui lắm quý vị. Mình vui mình mới truyền tải cho người ta được vui. Nhớ. Nên bây giờ trực tiếp được mà. Nhiều viện dưỡng lão mình tập trung người già, mình giảng thuyết cho họ nghe, dạy họ, để nhiều người già họ được có cái tư tưởng sống lành mạnh, có tư tưởng cởi mở vui vẻ quý vị. Sự quan tâm thương yêu, dù một cái bánh, một miếng, một hộp sữa, nhưng mà đó là một tấm lòng chúng ta đến với người già, quan tâm, lo lắng. Nên rất là đặc biệt, nên buổi chia sẻ này gửi đến cho tất cả những người dù trẻ hay già, người làm con, làm cháu, nên thương yêu chăm sóc ông bà cha mẹ của mình. Nếu như mình muốn sau này con cháu của mình sẽ thương yêu chăm sóc mình, thì mình hãy thương yêu chăm sóc ông bà cha mẹ mình, và hãy xem lại những việc làm của mình để rồi giúp cho ông bà cha mẹ mình vui. Và tâm tư ông bà cha mẹ mình đang cần gì, muốn gì, để mình tạo ra những cái nhu cầu đó cho ông bà cha mẹ mình được vui. Có nhiều người già họ cũng thích vô chùa mình, thì con cháu nên đáp ứng nhu cầu đó. Đừng nghĩ nhiều người, một hai người nói mình. Từ khi cha mẹ ông bà không muốn đi mà mình bắt ép thì điều này mình sai. Chứ nếu ông bà cha mẹ muốn đi vô chùa, muốn sống những ngày tháng bình yên trong ngôi tam bảo, thì mình làm con nên hết lòng giúp đỡ. Tại vì tuổi già có tâm nguyện, chúng ta nên giúp cho cái tâm nguyện họ được tròn vẹn, tốt đẹp, thì họ rất là vui vậy. Như bản thân mình sau này mình già, mình có một tâm nguyện gì đó mà ai đáp ứng giùm cho mình mừng lắm, rất là mừng. Đó, nên mỗi một người trẻ nên chân thật thương yêu giúp đỡ người già. Cái việc làm quý vị thương yêu người già là việc làm quan trọng lắm. Việc làm này là một việc làm có đạo đức lắm. Trong nhà Phật nói rằng là quý vị rất từ bi luôn, rất là từ bi. Cũng như việc làm phát tâm Bồ Tát đạo, quý vị nên phát bằng một trái tim hết lòng hết dạ để làm, giúp cho người già được vui, gọi là kính lão đắc thọ. Người già được vui thì vì sống thọ chắc chắn. Nguyện tam bảo gia hộ cho tất cả người già khắp nơi trên toàn thế giới đều được sự quan tâm, thương yêu, lo lắng, giúp đỡ, và rèn luyện họ có một cái mặt tâm linh hướng đến giải thoát. Đây là việc rất quan trọng. Không phải để cho họ tuổi già chết đi theo cảnh giới đọa lạc, tội nghiệp, và lúc họ còn sống được sự quan tâm lo lắng của tất cả những con người đều thương yêu con người. Nguyện tam bảo gia hộ, nguyện đem công đức này hồi hướng cho tất cả những người già khắp nơi được hạnh phúc, và tất cả những người phát tâm thương yêu lo lắng cho người già, họ được có một cái phước báo rất lớn, bình an. Chúc quý vị luôn luôn an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.